Vâng, chào tất cả mọi người. Và ngay lúc này là buổi sáng ngày 22 tháng 6, bây giờ mới là 5 giờ sáng thôi. Thì tối ngày hôm qua thì em nghe tin đấy là sư Minh Dược đã về đây rồi. Đó, đây là bây giờ thì em đã đi xuống sớm để xem biết đâu là gặp sư Minh Dược, biết đâu hữu duyên là gặp thầy luôn. Đó, bởi vì là tối qua là 6 rưỡi, 6 giờ tối là sư Minh Dược đã về nơi cắp của thầy mọi người nhá. Thì bây giờ bọn em cũng đang tiến xuống xem là cái nơi này có vào được không. Đó, bây giờ là xem là có vào được không mọi người nhé. Ở dưới kia đang có người kìa. Em nghĩ là sáng nay thì không biết là có sư Minh Dược có đi khất thực không mọi người. Nhưng mà đêm qua thì chắc chắn là đã xuống đây rồi. Đó, nên là bây giờ bọn em đang di chuyển xuống dưới kia. Đây, cái hàng rào này thì đã được bao lại mọi người nhé. Đây, hôm qua cũng có anh em rồi quay được. Anh em quay được là cảnh là sư Minh Dược là bước 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 lên từ cái bên này này mọi người này, từ hàng từ cái lưới ở dưới cây lên mọi người ạ. Đó, bởi vì là hôm qua có người thấy sư Minh Dược bước xuống cái cốc của thầy á. Nên là sáng nay em cũng phải xuống sớm. Ở dưới kia cũng đang có hai chị này. Nhưng mà không biết là có dô được không. À, ở dưới này này, đó, có một anh với hai chị. Có dâu được không? Hôm nay khóa cửa chắc không vô được. À, hôm nay khóa cửa bởi vì tối qua là sư Minh Dược về. Tối qua sư Minh Dược là bước từ trên này xuống mọi người nhá. Đó, tối qua sư Minh Dược là bước xuống bằng cái đường cổng của trên nhà của anh, của em trai của anh, của em trai của thầy Minh Tuệ, anh Thìn ấy. À, hôm nay khóa cửa. Con chào các cô. Ồ, các cô lên đây sớm vậy, con đến sớm, các cô đến sớm hơn cả con nữa. Các cô đến từ mấy giờ đấy? Sao quá, đấy, lại đi xe qua đó. Ủa, cái xe bị chỗ gì đấy ạ? Này đi qua đó, thấy. À, cô ở tận đâu đến đây ạ? Ờ, Chư Bà Rông mà. Ủa, Chư Bà Rông gần mà. Chư Bà Rông có gì đâu xa. Ý là à. Đi sớm. Đi sớm đã ra hữu dương gặp thầy nè. Nhưng mà ý là nghe tin thầy về sao mà ra gặp thầy. Chị nghe tin nói ngày hôm qua thầy về nè. Thầy nói thôi mấy chị em rủ đi ra thăm thầy gặp thầy một lần. À, nghe là sáng nay mình đến sớm. Sáng nay mình đi sớm. Dạ, hôm qua là sư Minh Dược là bước ở trên ngày xuống. Ừ. Xuống cốc của thầy á. Bây giờ đang có người ở trong cốc của thầy á. Hiện tại bây giờ lại đang có người ở trong cốc kia. Bây giờ khóa cửa mọi người. Đó, khóa cửa rồi. Có khóa cửa rồi. Là có người. Đó, vậy thì chứng tỏ là có người. Ừ. Mà em nghĩ là cũng không phải là một thầy đâu, có thi là. Ờ, có khi là hai ba thầy á. Bởi vì là sư Minh Dược. Bởi vì tối qua là đây mọi người xem mà xem này, đây này, chỗ này này. Ở khu vực đây đó, này. Hôm qua là sư Minh Dược là bước xuống từ chỗ này mọi người nhá. Sư Minh Dược bước tới chỗ kia, bước xuống bởi vì cốc của thầy là hôm nay là khóa cửa không có đi vô được. Thì bọn em cũng đến đây từ rất sớm ấy. Nhưng mà ở đây thì bà con cũng vẫn đang đứng ở bên ngoài không có vô được mọi người. Chắc là ở bên trong kia thì có sư Minh Dược thì chắc rồi, nhưng mà không biết là còn có sư nào khác không. Hôm nay cũng nghe được thông tin là thầy về, nhưng mà thầy về thì thầy về ở nơi mà công ty cà phê Nha Châm của anh trai thầy Minh Tuệ ấy, chứ không phải là về đây. Đó, còn đây là mọi người thấy rằng là hàng rào hôm nay đã được khóa lại rồi. Vì mấy ngày trước là không có khóa, nhưng mà hôm nay là khóa cửa rồi. Thì mấy hôm trước chưa làm xong, với lại là hôm qua cũng xong rồi mà chưa thấy khóa. Ở đây là chưa làm xong này, cửa này. Vâng. Hôm nay bắt đầu khóa. Vậy mà hôm qua là có sư Minh Dược về nên là đã khóa lại rồi mọi người. Để em xuống dưới kia xem. Xuống dưới này xem thử. Ở đây thì cái lưới B40 này thì đã bao quanh mọi người nha, bao quanh cả cái nơi cái ao của thầy Minh Tuệ á. Vừa như hôm qua em quay ra mọi người xem ấy là từ ở bên này qua bên kia luôn mọi người ạ, đã bao lại hết rồi. Đó, còn đợt trước đây ấy thì cái ao này là cũng có thả cá nhiều này. Nhưng mà thầy Minh Tuệ cũng có nói rằng là có nhiều người về câu cá đấy. Đấy, bố mẹ thầy cũng nói. Sau đó thầy đã đi tu ở nơi khác, này mọi người thấy không?
Lưới này là bao hết mọi người nhé, sáng nay là không có vào được. Bởi vì là cái hàng lưới này bao thì ở trong kia cũng có các sư đang nghỉ ngơi ở trong đó ấy. Nên là có đâu có ai mà đi vô bên trong được đâu. Đó, cái lưới này cao cũng tầm độ 1,5 m. Đó, mà đã khóa cửa rồi thì chứng tỏ là ở đây là bà con cũng sẽ không có vô gặp sư Minh Dược được. Đi nhưng mà hôm nay cái cốc này thì hôm qua là có sư Minh Dược thôi, còn nếu mà thầy đi thì đi ở cái cổng công ty của anh trai thầy á. Chị đến chỗ đấy chưa? Đó. Còn bởi vì bà con ở ngoài cổng ấy, là cổng công ty ấy, chứ không phải ở đây đâu. Ở đây là bình thường là chỉ mọi người vào thăm cái cốc của thầy thôi. Nhưng mà hôm nay thì cũng có khóa được, bởi vì ở trong này là khóa rồi này. Chứ bình thường là không có khóa. Nhưng mà hôm nay khóa là chắc chắn trong này là có người. Đó, bởi vì hôm qua là tối qua sư Minh Dược về mà. Khóa như thế này em thấy là không phải là một vị sư đâu, ít nhất cũng phải là theo đoán, theo phỏng đoán của mình á, tầm 3 tới 4 người vị sư thôi. Có thể là trong này có 3 4 người đấy mọi người ạ. 3 4 sư. 3 4 sư trong này. Phải hô to thầy ơi, con đang ở ngoài cửa. Đấy, chị đang đứng ở đây đợi thầy. Đấy, đang kêu thầy ơi, nhưng mà thầy ở trong kia thầy không nghe đâu. Thầy đang ở dưới cốc rồi. Đấy, mấy chị đang đến đây từ sớm, đến chắc từ Chư Bờ Rông đến đây chắc phải mấy chục cây, gần 100 cây. Đó, đi vô trong cái khu vườn sầu riêng, ở trong này thì cũng có cà phê. Đó là cũng biết về sư Minh Tạng chứ. Trước đó tôi ở đây về làm một công ty của mấy cái ông con giám đốc đời trước đây, còn Tuấn mới thay. Anh Tuấn là anh trai của thầy á. Ở mấy ông giám đốc ở trước bây giờ bọn tôi về chế độ rồi. Mà chắc chú là chắc cũng biết về cái hồi trẻ của thầy Minh Tuệ luôn đó chứ chú nhỉ? Chắc là dấu là người biết rồi đó, ông còn nhỏ thì đi học đi hành sau đi bộ đội. Rồi về với đi học cái gì? Học và tu hành, học Phật à? Không, học cái gì xong rồi sau... ông chán, cái đồ ông mới bỏ cái... Sau này học bên đo đạc địa chính. Địa chính á. À, địa chính. Rồi sau đó là mới con đường tu tập là bắt đầu từ năm 2015. Đến tận bây giờ, nên mọi người thấy rằng là hôm qua thì cũng không biết là có thầy ở trong này hay không. Nhưng mà hôm qua là có sư Minh Dược là từ trên kia bước xuống. Đó, nên là bọn em cũng đang ở đây đợi. Biết đâu hữu duyên là gặp thầy Minh Dược, sư Minh Dược hôm nay đi khất thực ở đây thì sao? Chắc đi khất thực phải lên trên kia chứ đúng không? Đó. Hoặc là đi khất thực, hoặc là có thể là ăn thìn, hoặc là đưa đồ ăn xuống. Đó, đưa đồ ăn xuống cho các thầy ở dưới các sư dưới thọ thực. Nhưng bởi vì là cửa khóa thế này là có thể là trong đấy cũng có mấy sư đấy mọi người. Bởi vì sư Minh Dược về đây được thì chắc chắn là cũng có phải có thêm một hai sư nữa. Cũng có đến. Đó, nhưng mà không biết ở đây là trong này là đang có mấy sư. Nhưng mà đây hàng rào đã khóa rồi. Không có đi vô bên trong được mọi người. Ở đây thì chỉ có mấy bà con, mấy anh chị thì cũng đã đến đây từ sớm để có thể là mong hữu duyên được gặp các thầy thôi. Đó, còn lưới rào thì đã khóa hết rồi. Không có đi vô trong được mọi người. Sáng sớm đêm qua trời mưa, to. Mà sư Minh Dược đi về đây được hay chứ nhỉ, không ai gặp nhỉ? Sư Minh Dược đi đường gì không biết nữa, nhưng mà đến đây là không ai gặp mà. Khi mà xuống tới đây thì... Mới có người thấy. Đang ở đây mới thấy. Không biết là sư Minh Dược đi đến đây bằng kiểu gì. Đó, nhưng mà chắc là băng qua đường rừng, đường núi á. Không có ai gặp hết mà. Rồi khi mà đến cái cốc của thầy là bắt đầu người dân mới thấy là ở cái đường này đi xuống này mọi người này. Đó, ở đây thì bây giờ đang khóa là không có đi vô trong được á mọi người. Không biết là tí nó em trai thầy có mở cửa không ta? Dạ. Ông đang ở đây nè. Dạ, nhưng mà ở trong cái khóa cổng luôn rồi. Khóa cổng chắc là tí dậy. Mà xuống đây khóa bên trong thế này thì chắc là... Đó, nhà đó đó, nhà đấy là em của anh trai thầy á. Là cửa khóa đây. Ngày xưa thấy ngày bố mẹ thầy nói là cái vườn này là cho thầy Minh Tuệ chứ. Xong thầy Minh Tuệ mới không lấy, xong mới cho lại em trai của thầy. Ngày xưa cái vườn này chắc chia đôi này. Em trai thầy một nửa, thầy một nửa. Cái cốc
bây giờ không có đi vô được mọi người ơi. Để em đợi một xíu nữa xem là anh em trai của thầy có xuống để mở cửa không, để bọn em cũng sẽ đi vô bên trong nha mọi người. Đó, dọc cái hàng rào mọi người thấy là không có đi vô trong được. Đây là cái hàng rào lưới này rất là cao, khóa ở bên trong rồi, nên là bây giờ bọn em không đi vô bên trong được mọi người. Đó, hàng rào này không có đi vô bên trong được. Bên trên này. Khóa là phải có người ở trong chứ, rồi hôm qua cũng có. Ý là khóa bên trong là có người ở trong. Có. Đây là hôm qua em trai thầy xuống khóa, bởi vì hôm qua thấy sư Minh Dược đi đây mà. Không, còn nếu mà khóa người ra ngoài thì là khóa người ta phải kéo ra ngoài chứ. Ừ. Ừ. Tại vì cái khóa là nằm phía trong rồi. Vâng, bởi vì tối qua tầm 6-7 giờ là có thấy có một sư trên này bước xuống. Thì chắc chắn 100% là có người rồi. Bằng con lăn mà. Đâu có đẩy vô được. Đúng rồi, khóa lại không có đâu được. Con lăn à. Không, nguyên thì gặp cái mấy gì.